Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Ngân Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là sản phẩm cao su tăm bông phía sau của xe Mazda 3-2 2015. Đây chính là cái cao su phía sau xe của nó. Cái này là chính là cái để chúng ta bảo vệ cái giảm xóc đấy, cao su tăm bông để giảm xóc đấy. Đó. Chất liệu của nó thì là 100% là cao su nhá anh em nhé. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cao su tăm bông phía sau xe của Mazda 2 2015. Anh em cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.